Nơi đâu, chúng em xin gửi tới lời chào trân trọng và đến toàn thể các bác chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 28 tháng 5, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu điện từ thương hiệu của Technic model còn nói SNP550. Thì model này em bán khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất năm 1988 với giá xuất xưởng của nó là 49.800 yên. Với giá xuất xưởng này nó bằng những chiếc đầu Sony 950 và 970 của Sony, nhưng giá thì bây giờ nó rẻ hơn cả chiếc đầu Sony 950, 970. Đấy. Nhưng mà phần ngoại hình này, phần mắt đọc cũng như chất âm thì các bác hãy xem video để cảm nhận và đánh giá nhé. Đấy. Còn theo đánh giá cá nhân của em thì nó một cái đầu cũng rất là hay trong tầm tiền. Đấy. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 10,2 cm và chiều sâu của nó là 33 cm, và nó nặng là 4 kg. Mặt nhôm phay được sơn màu đen, đồng hồ quát hiển thị sáng rõ và nó thêm một cái đèn tia 7 tia độ nhạc rất là đẹp bằng cái nút ấn Disney này. Đấy. Phần mắt đọc thì dùng mắt đọc của Technic rồi, dòng mắt từ rất là bền, ổn định và không chen đĩa. Còn chip giải mã của chiếc đồng này trang bị hai chip giải mã PCM56PG và sợi mạch mạch cắt đất A, cho xuất âm ra là 18 bit rất là sạch và chi tiết nhé. Các bác nghe nhạc vàng bolero rất ngọt ngào. Và sau đây thì em cũng xin quay chi tiết cái phần ngoại hình và nội thất bên trong để bác cùng quan sát. Về phần mặt tiền của em này còn khá là đẹp nhé. Đây. Khi các bác sử dụng cái đèn tia vầy thì ấn nút đít đây này, vừa tắt hoặc mở tùy theo các bác. Rồi, đẹp. Cái lắp lưng này thì nó có vết xước đen sơn lại thì đẹp rồi. Cạnh trên của nó đây. Thì cạnh trên thì có cái vết chảy nhăm nhăm đây. Không đáng kể nhé. Đây. Phần lắp lưng sẽ lại đẹp rồi. Phía sau thì này, đây nó có sức sơn này. Đấy. Model của nó là SNP550, điện 100V, công suất 12W và sản xuất ở Nhật Bản. Sơ đi máy của nó đây AF8201A241. Tại sao em phải đọc cái sơ đi này? Bởi vì các bác mua sản phẩm thì nhớ sơ đi cho mình chọn mua và em giao đúng cái sản phẩm của sơ đi này, chứ không phải sao là mình gáp được nhé. Đấy. Thì chiếc máy trang bị một đường áp lốc xuất âm ra và một đường cổng cua xoan xuất âm ra, sử dụng dây nguồn số 8 rời. Và đây là phần nội thất. Phần nội thất bên trong của nó thì còn rất là mới rồi, máy móc thì zin nguyên bản. Đấy, mắt đọc nhưng theo máy dùng mắt từ. Tụ đây nó sử dụng toàn tụ đỏ của Eola này. Đấy. Và đây hai chip giải mã PM56PG đây, một con hai con. Đấy, tụ độc nguồn. Đây là phần đáy phía dưới. Thì chiếc đầu này nó có cái phần khóa mắt, khi em gửi hàng đi thì em sẽ kéo nó lên và khi các bác nhận hàng các bác ấn nó xuống để cho nó mở khóa mắt và sử dụng nhé. Các bác lưu ý vấn đề này khi nhận hàng. Có bảo tại sao nó không đọc được. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là chức năng của chiếc đồng này. Các bác cùng thưởng thức ạ. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 1,2 triệu nhé. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy. Trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra. Nếu không may cái sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy thứ của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu không may cái sản phẩm mà có bị lỗi mà không thợ sửa, tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Và bên em cũng chỉ hỗ trợ sửa chữa các món đồ bên em bán ra thôi, còn sản phẩm không phải của bên em bán ra thì bên em không hỗ trợ nhé. Các bác mua hàng em yên tâm về phần mắt hay phần máy các nhé. Đấy, được bên em kiểm tra kỹ càng, tay dây cu loa kết chạy căn chỉnh hoàn hảo rồi. Đấy. Đầu thì không ghen đĩa, đầu tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng cũng như đĩa nòng trắng nhá. Em cho đập đĩa follow đây, các bác cứ chơi cứ thử đĩa follow lên là chơi tốt rồi. Còn cái đĩa chợ thì em không bao đâu. Đấy. Rồi đã nhận đĩa, em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 269, em để tiêu được video. Các bạn liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn là Zalo em đều được nhé.
và bao nhau đợi chờ. Tình em út sâu cho đến muôn đời sau. Còn gì nữa đâu mà khuyên nhau hẹn hò. Tình như võ câu một bước trăm ngàn sâu. Còn gì nữa đâu. Đọc cực tốt ạ. Buông tay đọc. Đời em mang đi một khung trời tối. Chuyện biến chia ly, chuyện biến lửa khói. Từng trăm năm sống buồn phiền, sống thiếu bình yên. Thank you.
Rồi em xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đồng này mắt đọc rất là tốt, chất âm hay và giá thì bên em bán đến mức giá thì 1,2 triệu thôi. Em bao phí ship toàn quốc, tức là chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của em để tiêu đề của video 007-223-269 em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại bác video sau ạ.